Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Nội dung chương trình bao gồm các phần chính sau đây. 1. Sake, loại cây thần dược trị dứt điểm viêm gan, ít người biết. 2. Uống loại nước này mỗi ngày, nội tạng sạch độc tố. 3. Bón loại thực phẩm để qua đêm, độc ngang thuốc chuột. Bây giờ là nội dung chương trình. 1. Sake, loại cây thần dược trị dứt điểm viêm gan, ít người biết. Quả sake hay còn được nhiều nơi gọi là quả bánh mì, là một loại quả rất đặc trưng ở miền Nam nước ta. Tuy nhiên, còn có nhiều vùng miền không biết đến loại quả này. Như thế thì thật đáng tiếc, vì sake là một loại quả không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho cơ thể và có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Chỉ cần một chén thịt quả sake sẽ cung cấp cho bạn hàm lượng 60g carbohydrate. Đây là nguồn năng lượng mà cơ thể cần đến. Đối với những vận động viên hay với những người phải hoạt động mạnh thì tác dụng của quả sake phát huy triệt để, nhanh chóng nạp cho họ năng lượng cần thiết. Sake được đánh giá là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho người bị suy nhược, lấy lại năng lượng, sức khỏe. Ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những lợi ích chữa bệnh đến từ loại cây này. Sake dùng để chữa các bệnh viêm gan, vàng da. Theo hướng dẫn của lương y Phạm Như Tá, các bộ phận như trái, rễ, lá, vỏ và cả nhựa của cây sake đều có nhiều dược tính, nên được y học dân gian dùng làm các bài thuốc trị bệnh. Theo đông y, thịt của quả sake có tác dụng bổ tỳ, ích khí. Lá sake có tác dụng kháng sinh, tiêu viêm, lợi tiểu, có thể dùng để điều trị dứt điểm các bệnh về viêm gan, vàng da. Bài thuốc điều trị viêm gan sử dụng 100g lá sake tươi nấu cùng 100g diệp hạ châu tươi, còn gọi là chó đẻ răng cưa, 50g cỏ mực khô và 50g mốt gai tươi. Uống mỗi ngày 2-3 cốc nhỏ giúp giảm nhanh các triệu chứng của bệnh. Bài thuốc tiêu độc, tiêu viêm. Với lá cây sake, bạn có thể dùng lá tươi hoặc phơi khô, sau đó sắc nước để uống hàng ngày giống như nước chè tươi. Nước sắc từ lá sake có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, tiêu độc, đặc biệt tốt cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Mỗi lần sắc nước, bạn chỉ nên dùng một vài lá cây và sắc loãng, uống liên tục tối đa một tuần, sau đó dừng 1-2 tuần mới tiếp tục uống. Ngoài công dụng điều trị viêm gan, sake còn có những lợi ích to lớn khác dành cho sức khỏe con người. Từ xưa, dân gian đã biết chế biến thành những bài thuốc hữu hiệu. Cụ thể như sau. Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dùng 100g lá sake tươi với 50g lá ổi non và 100g đậu bắp tươi nấu nước và uống trong ngày. Bài thuốc điều trị cao huyết áp. Các bạn nên sử dụng lá sake đã già, số lượng khoảng 2-3 cái. Nấu chung cùng với 50g bồ hòn và 50g trà xanh, uống thay nước lọc hàng ngày, giúp ổn định huyết áp. Bài thuốc trị bệnh gút, sỏi thận. Lá sake, loại lá đã già còn tươi, độ 100g, dưa leo 100g, cỏ sức khô 50g, cho vào nồi nấu tất cả, lấy nước uống trong ngày. Bài thuốc chữa đau răng. Rễ cây sake rửa sạch, sau đó cắt nhỏ và dùng cùng ít nước. Lấy nước này ngậm có thể làm giảm cảm giác đau răng do viêm gây nên. Ngoài ra, quả sake còn có lợi ích cải thiện giấc ngủ, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và phòng ngừa các bệnh ung thư. Ít nhất, 3 cuộc nghiên cứu riêng biệt của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng sake có thể trở thành liệu pháp tiềm năng chữa các loại ung thư khác nhau. Các chất phytochemical trong sake ức chế hoạt động của tế bào ung thư.
cây sake không phải loại cây hiếm gặp nhưng lại có những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bạn hãy thường xuyên sử dụng sake như một món ăn ngon và lành, hoặc sử dụng lá cây, rễ cây như một bài thuốc dễ tìm và hữu hiệu. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. 2. Uống loại nước này mỗi ngày, nội tạng sạch độc tố, gan thận khỏe cường tráng. Hàng ngày, dưới tác động của những thói quen xấu như ăn nhiều đồ dầu mỡ, uống rượu bia, hút thuốc lá, cơ thể chúng ta bị tích tụ nhiều độc tố, lâu ngày có thể gây ra mệt mỏi, thậm chí là nhiều bệnh tật nguy hiểm. Chính vì vậy, việc thải độc cho cơ thể là rất cần thiết, đặc biệt trong thời tiết mùa hè nóng bức. Hãy cùng tìm hiểu về bốn loại nước giúp tống sạch độc tố cho cơ thể sảng khoái, khỏe mạnh. Nước chanh. Một loại nước uống quen thuộc trong mùa hè chính là nước chanh, có thể giúp cơ thể bạn đào thải độc tố hiệu quả. Trong nước chanh có chứa vitamin C, kali và flavonoid, giúp cơ thể giải độc, thúc đẩy hệ tiêu hóa và thận cũng làm việc hiệu quả hơn. Để tối ưu hiệu quả thải độc của nước chanh, bạn nên uống nước chanh vào buổi sáng sau khi dùng điểm tâm. Để bảo vệ dạ dày, bạn nên pha một cốc nước chanh loãng với nửa quả chanh nhỏ. Nên dùng nước ấm thay vì nước nguội, thêm vào đó vài giọt mật ong để có một thức uống thải độc tốt mà không lo hại dạ dày. Nước ép cà rốt. Nước ép cà rốt chưa đến 85% là nước, đồng thời các vitamin, khoáng chất trong loại nước ép này cũng giúp cơ thể thanh lọc và thải độc gan mạnh mẽ. Uống nước ép cà rốt giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và đào thải độc tố mạnh mẽ, mang đến cho bạn cơ thể khỏe mạnh và sức khỏe tốt hơn. Bạn nên uống nước ép cà rốt từ 2 đến 3 lần mỗi tuần, với định lượng mỗi ly nước khoảng 2 quả cà rốt để tối ưu hiệu quả thải độc của loại nước này. Khi uống nước ép, bạn có thể thêm một vài giọt chanh để có được hương vị thơm ngon, dễ uống hơn. Trà gừng. Gừng là một loại thực phẩm quen thuộc, dễ tìm, giá rẻ và có công dụng đào thải độc tố tuyệt vời. Sử dụng trà gừng giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ lưu thông máu hiệu quả hơn, giúp ruột hoạt động hiệu quả và giải phóng độc tố của cơ thể. Gừng có tính nóng nên các bạn cần lưu ý về tần suất sử dụng. Khoảng 2 lần mỗi tuần là hợp lý để thải độc cơ thể mà không gây ra các tác dụng không mong muốn. Trà xanh. Trà xanh là loại thức uống vàng dành cho sức khỏe, không chỉ chứa chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa mà còn giúp cơ thể thải độc cực kỳ tốt. Hoạt chất catechin có trong trà xanh giúp hỗ trợ chức năng gan, đồng thời hỗ trợ đào thải mỡ xấu và giúp loại bỏ độc tố cơ thể nhanh chóng. Bạn nên uống loại trà xanh hãm từ lá chè tươi để đảm bảo tốt nhất hiệu quả thải độc. Nếu cơ thể bạn đang có dấu hiệu mệt mỏi, trì trệ, ăn không ngon, ngủ không sâu thì rất có thể là do cơ thể của bạn đang cần được thanh lọc. Đừng bỏ qua bốn loại nước thải độc cơ thể nêu trên để có được một cơ thể khỏe mạnh hơn. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. 3. Bốn loại thực phẩm để qua đêm độc ngang thuốc chuột. Do thói quen tiết kiệm, nhiều gia đình hiện nay có thói quen giữ lại đồ ăn thừa trong tủ lạnh để dùng vào những ngày tiếp theo. Tuy nhiên không phải loại thực phẩm nấu chín nào cũng có thể để lại qua đêm. Bạn hãy lưu ý điều này, vì bốn loại thực phẩm sau đây để qua đêm sẽ trở thành thuốc độc. Bạn nên tuyệt đối tránh để bảo vệ sức khỏe gia đình. Các loại rau lá xanh. Rau củ nói chung và rau lá xanh nên sử dụng tốt nhất trong vòng 4 tiếng sau khi chế biến và tuyệt đối không được để qua đêm. Khoa học đã chỉ ra rằng chất nitrat trong rau xanh sau khi để qua đêm sẽ bị biến đổi thành nitrit, một tác nhân gây nên bệnh ung thư. Ngoài ra, chỉ một lượng nitrit rất nhỏ, khoảng 0,2 đến 0,5 gram đã đủ để gây ngộ độc nôn mửa. Chính vì thế, bạn nên tuyệt đối tránh để rau lá xanh qua đêm. Các loại trứng. Trứng sau khi đã nấu chín và tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa, làm giảm chất dinh dưỡng, vị ngon và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.
gây ra các vấn đề nghiêm trọng và đường ruột, tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, nôn mửa. Ăn trứng tốt nhất là ăn ngay sau khi chế biến, vừa đảm bảo hương vị thơm ngon lại có thể tối ưu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Hải sản. Các loại hải sản thông thường chứa lượng muối cao hơn thông thường. Khi nấu chín và để qua đêm trong tủ lạnh, lượng muối này dễ dàng chuyển hóa thành nitrit, giống như khi để rau xanh qua đêm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư của cơ thể. Nếu muốn tích trữ hải sản, bạn nên bảo quản và cấp đông hải sản tươi sống đã được chế biến sạch, tuyệt đối không tích trữ và bảo vệ qua đêm các loại hải sản đã được nấu chín. Nấm. Các loại nấm là nguồn cung protein thực vật dồi dào cho cơ thể. Tuy nhiên, tuyệt đối bạn không được ăn nấm đã được nấu chín và để qua đêm. Nấm đã nấu chín để qua đêm gần như không còn dinh dưỡng. Không những thế, nitrat đã biến thành nitrit. Hemoglobin phân hủy thành methemoglobin khiến bạn có thể bị ngộ độc, buồn nôn, chóng mặt. Tiết kiệm là một thói quen tốt. Tuy nhiên, sức khỏe mới nên là ưu tiên hàng đầu. Nếu có đủ thời gian nấu nướng mỗi bữa, thì việc ăn ngay sau khi chế biến là tốt nhất. Nếu bắt buộc phải chế biến sẵn hoặc bảo quản đồ ăn qua đêm, các bạn nên tránh tuyệt đối các loại thực phẩm nêu trên. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung trên cũng đã khép lại chương trình của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của chương trình. Xin chào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.